Chào mừng bạn đến với kênh tin học Đỗ Bảo Nam Blog. Video ngắn này, Đỗ Bảo Nam Blog sẽ chia sẻ với bạn về cách xóa khoảng trắng trong Excel bằng hàm chim. Hàm chim trong Excel dùng để xóa khoảng trắng thừa trong chuỗi văn bản, bao gồm các khoảng trắng phía trước, phía sau và giữa chuỗi, chỉ để lại một khoảng trắng giữa các từ. Công thức của hàm chim gồm một đối số duy nhất, đó chính là text. Text chính là chuỗi văn bản cần xóa bỏ khoảng trắng. Và ngay bây giờ, mình sẽ đi vào ví dụ minh họa cho cách dùng của hàm chim. Giả sử như ở đây, mình có một bảng gồm hai cột. Cột thứ nhất là nội dung cần xóa bỏ khoảng trắng, và cột thứ hai là kết quả khi mà dùng hàm chim. Và trong cột nội dung gốc này thì mình có một số văn bản như tên Đỗ Bảo Nam Blog. Và trong tên này có khoảng trắng ở đầu, ở giữa và ở cuối. Ví dụ thứ hai bạn nhìn thấy ở đây là một số. Tuy nhiên văn bản này có kiểu dữ liệu là kiểu text. Và phía trước của số này cũng có khoảng trắng rất nhiều ở đây. Thì phần khoảng trắng này bạn hoàn toàn có thể xóa bằng hàm chim. Và tiếp theo mình có một chuỗi văn bản khác gồm cả chữ và số. Trong phần văn bản này có khoảng trắng ở phía trước, khoảng trắng ở giữa, thì các khoảng trắng này bạn hoàn toàn có thể xóa bằng hàm chim. Và bây giờ mình sẽ viết hàm chim như sau: bằng chim mở ngoặc đơn, text ở đây chính là phần văn bản gốc và mình sẽ chọn văn bản gốc, sau đó đóng ngoặc đơn, enter, thì bạn thấy toàn bộ khoảng trắng ở trước, giữa và ở cuối đều được xóa bỏ và chỉ để lại duy nhất một khoảng trắng ở giữa các từ. Thì bạn thấy chữ Đỗ Bảo Nam Blog có một dấu cách duy nhất ở giữa các từ. Tương tự, mình sẽ copy công thức này xuống kết quả phía dưới. Thì bạn thấy toàn bộ khoảng trắng ở phía trước của số này đã được xóa bỏ. Và trong chuỗi văn bản thứ ba cũng tương tự. Như vậy, trong nội dung video vừa rồi, Đỗ Bảo Nam Blog vừa chia sẻ với bạn về cách xóa khoảng trắng trong Excel bằng cách dùng hàm chim. Nếu bạn có những câu hỏi cần được hỗ trợ, bạn hãy comment trực tiếp ở phía dưới video này. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu bạn thấy video của mình hay và hữu ích, bạn hãy like và chia sẻ video để ủng hộ Đỗ Bảo Nam Blog. Đồng thời, nếu bạn chưa đăng ký kênh Đỗ Bảo Nam Blog, bạn hãy click vào nút đăng ký và biểu tượng hình chuông để đăng ký và xem thêm những video hữu ích khác. Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm rất nhiều thông tin hữu ích khác trên kênh Đỗ Bảo Nam Blog trên Google thông qua từ khóa Đỗ Bảo Nam Blog và truy cập vào website doobaranblog.com. Tại website doobaranblog có rất nhiều thông tin hữu ích về tin học như tin học văn phòng, thủ thuật máy tính, style browser, vân vân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.